Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video và đang ủng hộ mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop ăn chia tổng giải thưởng là 30.000 đô la top căn OCCZ và 10.000 đô la mã thông báo Matic nha bạn. Thì con này chạy trên nền tảng của Polygon Matic. Đây là một cái phiên bản testnet nha bạn. Thì phiên bản đây là GAO2, GAO1 nó có một cái chương trình testnet các bạn, và nó cũng đã thưởng cho 30.000 đô cho tất cả những người tham gia testnet trên mạng Polygon nha bạn. Thì cái này dòng 2 nha các bạn. Thì các bạn nên đăng ký nhanh nha các bạn. Kèo này khá là ngon đó. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click cái phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn copy cái link testnet này các bạn. Sau đó thì mình làm hướng dẫn từ từ cho các bạn. Rồi, tất cả các bạn sao chép. Để tham gia testnet này thì các bạn cần phải có một cái địa chỉ là với MetaMask các bạn. Thì địa chỉ MetaMask các bạn nào cũng đã, các bạn nào làm airdrop cũng đã xài các bạn. Sau đó các bạn mở địa chỉ MetaMask của mình ra các bạn. Các bạn dán cái địa chỉ testnet vào cái trình duyệt DApp của với MetaMask của tất cả các bạn connect vào cái mạng testnet này các bạn. Rồi để mình nhập mật khẩu mình connect mới được. Rồi, mình mở khóa mình kết nối với MetaMask mình người ta các bạn. Lưu ý sau khi các bạn dán vào trình duyệt DApp với chocolate các bạn chọn mạng BNB, mạng ETH nha các bạn. Là tự động nó connect đến mạng Polygon mainnet của tất cả các bạn. Rồi sau đó thì các bạn nhấp vào cái link form này các bạn. Thì để tham gia dự án này thì các bạn cần phải có một cái tài Twitter trên đã đăng ký trên 3 tháng nha các bạn. Hay sau 3 tháng. Trước 3 tháng nha các bạn. Lộn. Rồi sau đó các bạn join vào kênh Telegram nhánh chat của nó nè. Ơi các bạn click vào link thứ hai của mình, các bạn mở link form các bạn. Sau đó các bạn join vào nhánh chat nè. Các bạn tấm hết. Tham gia dạng internet này rất là dễ dàng luôn các bạn. Rồi các bạn join sau nè các bạn. Các bạn chat một câu nghe tới các bạn. Để nó chat mình không phải là người máy. Rồi. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nè các bạn. Rồi các bạn bật up lên các bạn. Thì chương trình airdrop này diễn ra từ ngày 16 tháng Thì chương trình airdrop này diễn ra từ ngày 16 tháng 8 và đến ngày 3 tháng 9 nha các bạn, năm 2021. Rồi sau đó các bạn điền họ và tên của mình xuống nha các bạn. Khá là đơn giản luôn các bạn. Các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Thì sau này các bạn testnet này nó hoàn thành thì nó trả token về cho các bạn có thể chơi như cái mạng mainnet bình thường nha các bạn. Tại đây phiên bản thử nghiệm của nó thôi. Rồi tiếp theo thì các bạn điền địa chỉ email của các bạn nè. Ok, tiếp theo thì các bạn điền username các bạn đã chọn sao airdrop thì các bạn mở Telegram của các bạn ra nè. Các bạn nhập cho ba anh cùng nè. Các bạn vào setting nè. Các bạn copy username này nha các bạn, à, cộng anh 4 số 3. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi, trên tay cầm tờ Twitter này thì các bạn lưu ý nha các bạn. Tờ Twitter, cái tờ Twitter mình ít nhất là phải có 3 trên 3 tháng đăng ký. Sau 3 tháng nha các bạn. À, cộng win. Tờ Twitter mình đăng ký đã 1 năm mấy các bạn. VNN9. Rồi sau đó các bạn chọn đúng nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn dùng địa chỉ Polygon Matic ở trên trình duyệt chiếc chocolate của các bạn nha bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ mainnet đàng hoàng nha các bạn. Rồi các bạn dùng mục mua nè, mục nhận. Rồi các bạn copy địa chỉ Matic mình nha các bạn. Rồi sau đó các bạn dán vô đây nè. Rồi các bạn nhấp vào, rồi tôi chấp nhận điều khoản và nhấp vào tôi không phải là người máy, rồi bạn bấm gỡ đi các bạn là xong các bạn. Tham gia testnet chắc là dễ luôn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng 30.000 đô la top căn OCC và trị giá 10.000 đô top căn Matic đem kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo của mình nhé.